Mến chào quý cô chú anh chị đã theo dõi kênh Yến Nhi Hàng Nhật Bãi. Hôm nay em lấy thêm được bánh xe, bào gỗ thép giấy xanh, đá mài, tan tô, rìu thép giấy xanh, cung tên, dao quết, cán rìu, rìu và một số đồ nghề hàng bãi. Có bình giữ nhiệt, ly giữ nhiệt, cưa lọng, hai bộ dao bếp, đục và có một số mẫu đồng hồ có ê tô kẹp gỗ. Thì mọi người xem video thấy món nào mà phù hợp với nhu cầu công việc và giá tiền hợp lý thì mọi người gọi trực tiếp qua số điện thoại hoặc là nhắn tin qua Zalo. Cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh và mọi người nhớ bấm chuông để khi mà em đăng video thì mọi người xem được sớm hơn ạ. Nay em lên mã G. Mã G1 là một cái đồng hồ titan ạ. Cái mặt là titan luôn ạ. Và cái dây thì ở đây thì như cái phần này thì nó là bằng bạc và nó xen kẽ titan, bạc titan ạ. Như cái này là titan. Đây nó xen kẽ như vậy ạ. Cái này là giờ chạy chính xác ạ. Và cái này thì cái mặt nó có xoay xoay ở đây được nữa ạ. Xoay này thì em không biết là có tác dụng gì không hay là kiểu ạ. Và cái đồng hồ này thì cái tay các anh, các chú nào nhỏ thì mình đeo nó vừa. Tại vì cái này thì em thấy nó hơi nhỏ, dây nó hơi nhỏ, nó ngắn. Đây cái mặt trong của nó đây ạ. Không có bị trầy xước gì hết ạ. Cái đồng hồ titan này thì cái kiểu dáng của nó cũng rất là đẹp ạ. Đây ở phía trong là nó có ba cái đồng hồ nhỏ ở phía trong nữa ạ. Đây kiểu dáng của nó như vậy. Thì em đo cái mặt kính của nó đây. Cái mặt kính của nó là được 39 ạ. Thì cái mã đồng hồ G1 này là em bán 1 triệu ạ. Là còn mới luôn ạ. Như cái đồng hồ này đây. Đó, dây là đây không có bị trầy xước gì hết ạ. G1 1 triệu. Em qua G2. G2 thì cái đồng hồ này là full titan luôn ạ. Nó cũng có ba cái đồng hồ nhỏ ở trong. Đây, cái đồng hồ này đây nó có để ở trong là titanium đây ạ. Cái này là full luôn. Và nó làm cái viền ở đây, viền bạc ở đây để cho nó nổi bật cái đồng hồ mình lên. Đây cái mặt trong của nó đây ạ. Đó. Paliput ạ. Đó, tất cả nó để đây là on titanium, là tất cả đều là titan. Đây water resistant là nó chống được nước ạ. 13. Đồng hồ này thì rất là nhẹ, các anh đeo vào rất là nhẹ. Cái mặt kính của cái đồng hồ này đây thì được là khoảng 36 ạ, hơn 36. Rất là sang luôn. Cái này thì cái dây này thì em thấy nó hơi dài hơn cái mã G1 một xíu ạ. Đây cái dây của nó đây. Cái này là cũng còn mới luôn. Thì cái mã G2 này em bán là 1 triệu ạ. Như tay này thì tay các anh vừa thôi ạ. Tay to quá thì mình đeo không có vừa ạ. G2 1 triệu. Và em qua G3 ạ. G3 là cái đồng hồ hiệu Kenrod ạ. Đây nó cũng chống nước, nó để là water resistant đây ạ, chống nước. Đây nó cũng là hàng mới chưa qua sử dụng luôn đây ạ. Đây bên Nhật thì họ bán là 48.000 yên.
Cái đồng hồ này thì đây, cái dây này to đây ạ. Các anh các chú thì mình về mình chỉnh dây cho vừa với cái tay của mình. Đây cái mặt phía bên trong đây ạ. Kenrod. Đây. Cái này là tất cả đều làm là thép không dỉ ạ. Đây nó để là chịu được nước, cái này nó để là 10 ATM đây ạ. Cái phần chịu áp suất của nước này thì em không có rành ạ. Đó. Kiểu mặt kính của nó đây. Đồng hồ là giờ chạy chính xác ạ. Đây hôm nay là ngày 27 đây thì em chỉnh là ngày 27 tây mình đây ạ. Kiểu dáng nó đây. Cái này cái mặt ở trên này là cũng xoay được nó đây ạ. Thì cái mặt kính này nó to thì các anh các chú nào thích cái loại mặt to ạ, hoặc tay mình to. Đây. 41 ạ. Thì cái đồng hồ này em bán 650k. Cái dây này thì các anh các chú về mình chỉnh lại vừa với cái tay của mình. Nó rộng nó to. G3 này là 650. Đó, em quay kỹ cho các anh các chú mình xem. Em qua G4 ạ. G4 cũng cái của Kenrod luôn ạ, nhưng mà cái viền này thì nó là nó bạc trắng ạ, nó không có cái màu đỏ và màu đen. Đó, thì các anh các chú nào mình thích đơn giản thì mình lấy loại này. Dây này thì nó cũng to đây đó. Cũng đây em chỉnh ngày 27 tây rồi đây ạ. Đó. Cái này thì phía trong á, thì em thấy là nó hơi bị xước nhẹ, do là đồng hồ để chung với nhau à, thì nó va chạm nó bị xước ở trong đây thôi, nhẹ thôi ạ. Còn mặt kính đây là không có bị trầy xước gì hết ạ. Thì cái đây dây nó cũng còn rất là mới luôn đây ạ. Thì cái đồng hồ này em cũng bán 650k. Và cái mặt kính nó là cũng 61 ạ, là bằng với cái G3 luôn ạ. Đây, G4 650k. Và em qua G5, G5 thì là đồng hồ cơ ạ. Đây. Cái này là của Ý ạ. Hiệu là Valentino và nó có đây nó có Italy đây ạ. Nó có ba cái đồng hồ ở trong. Đó. Cái này da thì cái phần dây đeo là da thật ạ. Và phía trong á thì như cái này đây, nó để thì nó phía trong là em thấy nó bị nứt nứt như vậy, còn phía ngoài đây là nó chưa có bị bong tróc gì hết. Thì nếu mà các anh mình về mình muốn thay đổi thì mình thay đổi cái dây đi, dây khác cũng được, dây da khác ạ. À. Đây nó để ở đây đây đó. Chịu được nước đây à, đồng hồ cơ thì các anh đeo vào thì nó sẽ chạy ạ. À. Thì cái mặt kính của cái đồng hồ cơ này đây thì cũng là 41 và là mặt kính to đó. Của Ý ạ. Thì cái mã G5 này em bán là 1,2 triệu ạ. Và em qua G6 cũng là cái đồng hồ cơ luôn, mà cái dây này thì cái dây nó màu nâu ạ, cái kia dây màu đen. Đây. Đây phía ngoài da của nó đây còn rất là mới luôn, nhưng mà phía trong thì nó dạng này thì nó hay bị cái kiểu như vậy ạ. Đó, nó để rồi bị bông bông lên ạ. À. Của Ý ạ. À. Đây hiệu Isaac Valentino Ý, cũng giống như cái G5 luôn ạ. À. Đây kiểu dáng chỉ là cái phần dây đeo là khác thôi ạ. À. Như em đụng vào thì bắt đầu nó chạy giờ đây ạ. À. Thì cái mặt kính của cái này cũng là 41 ạ. À. Thì các anh các chú nào thích đồng hồ cơ mình muốn thay cái dây khác thì mình thay, còn dây này mình đeo cũng được ạ. Phía bên ngoài đây nó không có bị bong tróc gì hết. Thì G6 này em cũng bán 1,2 triệu ạ. Và em qua G7 là đồng hồ nữ ạ. Đây, cái dây đồng hồ nữ này thì cũng rất là rộng đây. Về các anh, các chú mình mua cho các chị, các cô mình thì về mình có thể mình tháo ra một mắt, hai mắt gì tùy ạ. Đó. Rất là đẹp luôn, rất là sang. Mua làm quà tặng thì các chị rất là thích luôn. Cái này là của New York ạ. Phía bên đây chưa qua sử dụng luôn, còn cái mát luôn ạ. Đây nó có chữ
New York ở đây đây ạ. Để em quay cho các anh các chú mình xem ạ. Đây, New York. Đó. Và là nó chịu được nước luôn ạ. Trong đây nó có để đây water restaurant, đây là chịu được áp suất của nước. Đó. Và trên cái đồng hồ là nó ngoài sao nó cũng có chữ New York, mà ở phía trên mặt kính này nó cũng có chữ New York nữa ạ. Và phía trong là cái mặt là nó làm hộp hộp lên nhìn rất là nổi bật luôn. Đây ạ. Rất là đẹp. Mặt kính này là vừa không to quá mà cũng không bé quá ạ. Đây. Cái dây đây. Đây em đo cho các anh các chú mình xem. Đây ạ, à, cái mặt kính này thì nó từ khoảng đây 27 ạ. À. Các anh các chú mua cho chị các cô thì rất là thích luôn ạ. À. Đây giờ là chạy chính xác luôn ạ. À. Thì G7 này là em bán 800k. Và em qua G8 ạ. À. G8, cái đồng hồ này là của Ý ạ. À. Đây, nó là Valentino Milano ạ. À. Đây, của Ý. Thì cái đồng hồ này thì cũng là đồng hồ nữ ạ. À. Và cái dây này thì về các anh các chú mình cắt ra cho các chị, các cô mình đây. Nó có nấc hết. Cái này thì các chị, các cô nào mà thích cái mặt to ạ. À, thì mình lấy cái loại này rất là đẹp luôn, rất là sang nữa, đơn giản mà rất là sang. Đây là còn mới luôn, tem mát là còn đầy đủ. Đây. Đó. Cái này là nó bán 48.000 yên bên Nhật đây ạ. Em cũng rất là thích cái này luôn. Hai cái là đều thích hết. Thì cái mặt kính của cái này là 31 ạ. Hai mẫu nữ rất là đẹp. Thì cái này em bán 600k. G8 600k. Em qua G9 ạ. G9 cũng là cái đồng hồ của Valentino của Ý luôn, và đồng hồ này của nam ạ. Đây. Đó, Valentino của Ý. Kiểu dáng nó đây ạ. Còn tem mát luôn. Cái đồng hồ này thì họ bán là 68.000 yên ạ. Đây phía trong dây đây ạ. Phía trong cái mặt đây. Đó. Tất cả là đều là thép không dỉ, Isaac Valentino của Ý. Water resistant là chịu được áp suất của nước ạ. Đó. 13. Giờ là chạy chính xác. Thì cái mặt kính của cái đồng hồ này đây là được 39 ạ. Cái này em thấy là đây nó có ba cái nút luôn để về các anh các chú mình chỉnh ạ. Thì G9 này là em bán 800k ạ. Giờ em qua G10. G10 cái này cũng của Ý luôn. Đây. Cái này thì bên Nhật họ bán là 58.000 yên, Valentino của Ý đây ạ. Cái này thì cái nút này là mình chỉnh giờ ở đây. Kiểu dáng nó như vậy đó. Các anh, các chú nào mình thích kiểu quả quýt. Đây, cái này thì nó dính keo ạ. Cái kiểu này thì do là để chung á, nên cái phần mặt sau là nó có bị trầy xước nhẹ. Đây, nó có bị trầy xước nhẹ. Thì có sao là em nói trên clip như vậy hết ạ. Thì cái đường kính của cái đồng hồ quả quýt này thì được là 50 ạ. Thì cái này là em bán 500k. G10 này là 500k. Em qua G11 ạ. À, cũng là đồng hồ quả quýt. Đây. Cái đồng hồ này đây. Nó cái hiệu của nó là Ritz-Cola. Thì em thấy cái màu này là cái đó nó bị mất tem. Thì cái này là nó còn tem đây. Thì nó để đây hiệu Ritz-Cola là của Paris, của Pháp ạ. À. Thì họ bán là 25.000 yên. Thì ở đây em có hai màu. Màu vàng và màu trắng ạ. À.
Thì cái này đây nó có báo thức nhưng mà báo thức nhỏ thôi ạ. Đây mở ra vậy, nó có cái lớp bảo vệ mặt kính đó. Cái máy là cái máy nó có cái máy nó để ý đây đây. Hiệu là Quartz ạ. Quartz. Hình thức thì phía ngoài sao là có bị trầy nhẹ đây. Do là để nó về chung một bao vậy thì nó có bị trầy xước không? Như em đo cái mặt kính của cái này đây là được đó. Đây 41 ạ. Thì cái đồng hồ mã G11 là em bán 440k, G12 cũng là 440k ạ. Cái này thì có chỉnh được báo thức đây, có cái kim kim báo thức phía đây ạ. À. Và em qua G13 ạ, thì em qua bộ đục. Bộ đục này thì ở đây là nó có 7 cây. Thì cây này là cây rất là to và dài luôn. Đây hình thức của cái cây này đây. Ở đây thì nó có một đường nhẹ vết vết cấn nhẹ ở đây. Đây cái bảng đục đây cũng rất là đẹp ạ. À. Đây chữ đây khắc rất là nhiều luôn. Thì cái cây này nó dài là được 28 ạ. À. Và cái bảng đục ở đây sử dụng qua là 1,4. Và ở đây thì em có cây nhỏ. Đây. Đây cây nhỏ. Cây nhỏ này thì cái bảng dùng qua là 1 ạ. À. Dài thì được là 18. Ba cây này thì bằng nhau. Đây. Ba cây này thì tầm là khoảng 21,5. Cây này cũng bảng to đây ạ. Bảng to qua là được 2,4. Cây này rất là to luôn, cây này là của Trách Mắt chưa sử dụng nhưng mà nó cái vết nứt ở đây, đây. Cái bảng này của nó ở đây qua là được 4,3 luôn ạ. Cũng còn mới luôn. Mà sao không biết nó bị nứt ở đây, chắc nó bị cái vật nặng đè lên. Như cái cây này là còn mới luôn đây ạ. À. Chưa sử dụng luôn, màu gỗ là còn mới luôn. Thì ở đây là em bán giá rất là rẻ luôn. Chỉ 150k thôi ạ. À. Bộ đục 7 cây ạ. À. G13 150k. Em qua G14 ạ. À. G14 là ở đây em có cái bộ dao. Đây dao này là dao ba lớp của Nhật đây, nó có chữ Nhật đây thì cái cán là nó hơi xấu rồi ạ. À. Nó bị nứt ở đây. Dao này thì dao Masahiro luôn ạ. À. Thép là thép không rỉ luôn, về các anh các chú mình mài lại à. Dao gọt trái cây. Dao này dao cắt bánh mì, thép là thép không rỉ đây. Đó, này là em chưa vệ sinh rồi lại ạ. À. Cây này đây. Cây này thì dao thái bình thường ạ. À. Ở đây nó có cái hiệu ở đây. Một con dao gọt trái cây nữa ạ. À. Nó có chữ ở đây đây là Talet Tail thép không rỉ ạ. Một dao nhỏ gọt trái cây, một con dao đề ba và một cái con dao gọt bánh mì. Ở đây thì có là được 8 con lộn xộn như vậy em bán chỉ 150k thôi ạ. G14 150k. Bộ G14 là 150. Em qua G15. G15 cũng một con dao thái đây, thép không rỉ, Talet Tail thép không rỉ. Con này cũng dao thái. Con gọt bánh mì. Con gọt bánh mì đây, thép không rỉ luôn. Và một con dao cai cũng gọt bánh mì thì cái dao này các anh các chú mình về các anh mình chú mình mài đi cái đường này đường răng này thì là nó cũng thành một con dao bình thường thôi ạ. À. Con này thì cái hiệu của nó là hiệu cai ạ. À. Đây
con này là cũng có chữ trên này mà bị mờ rồi. Con này thì một mặt rất là dày, em thấy rất là dày, tay cầm thì hơi xấu à. Đây một con bánh mì nữa nè, nó để là Zuka Isan à. Thì cái bộ này em cũng bán 150 là gồm 6 con, G15 150k, G15 cũng 150k 6 con. Em qua G16 ạ. G16 thì ở đây em có một cái kẹp ạ. Đây. Đây cái kẹp như vậy đó. Nó rất là chắc nha các anh. Đây. Đó. Nó bằng nhựa nhưng mà nó cái lò xo nó rất là chắc luôn. Em cái tay như em phải dùng sức đây. Đây cái này. Cái phần kẹp này còn rất là mới luôn. Chỉ là nó bị trầy xước phía bên ngoài, nó hơi nhìn nó hơi cũ một xíu thôi đây. Nó dính bụi thôi chứ cũng không có cũ gì ạ. Mình lau, mình rửa sơ là nó sạch. Đó, một cây kẹp. Và cái bộ vít này, cái bộ vít này ở đây đó. Có các đầu như vậy đây. Đầu 1.4, 2 chấm, 2.4 rồi các đầu dấu cộng, dấu trừ được 6. 6 đầu và một cái cây nối. Thì cái này em bán rẻ cho các anh các chú mình dùng luôn ạ. G16 này em bán 120k. Rồi em qua G17 ạ. G17 thì là cái cây cưa lọng ạ. Cưa lọng này là của Nhật đây ạ. Đây. Cái mã số của nó đây, GSW200KD. Điện là 110V ạ, công suất là 350W. 3000 vòng trên phút ạ. Đây. Cái này thì họ có xài lướt qua rồi nó bám bụi đây ạ. Thì em có test rồi hoạt động ok ạ. Mà nó còn mới lắm nha mấy anh, nó còn hợp luôn. Đây hình thức của nó đây. Còn rất là mới luôn. Và nó được em đếm ở đây hình như là được 4 cái lưỡi cưa luôn. Và để các anh mình thay đổi. Đây có 2 lưỡi cưa còn trong hộp đây. Và đây một lưỡi đỏ, một lưỡi xanh và một lưỡi vàng là 5 lưỡi cưa. Này cái hộp của nó đây ạ. Thì cái cưa này em bán là 380k ạ. Đây. G17 380k. Em qua G18 là cái muỗng múc canh ạ. Muỗng múc canh này là còn mới luôn của Đức ạ. Đây nó có logo hai hình người của Zia Hemkel. Cái chiều dài của cái muỗng này đây là được 24 ạ. Và cái chiều ngang cái này qua đây là được 7. Và cái phần em đo từ cái trên đây xuống qua đây là được 9.5. Cái muỗng này thì được các anh để múc canh trong gia đình ạ. Thì một cái muỗng này em bán là 100k một cái ạ. Còn muỗng ăn cơm này thì em bán là 80k hai cái. Thì chiều dài của cái muỗng này đây là được 16.5 và cái chiều ngang qua đây là được 4.5. Muỗng ăn cơm thì em bán là 80k hai cái. Còn cái muỗng múc canh này á thì em bán là 100k một cái ạ. Và em qua cái bình giữ nhiệt ạ. Cái bình giữ nhiệt này là cũng còn mới, chưa qua sử dụng luôn. Nó còn cái hộp luôn ạ. Và nó cái túi này để mà mình đi đâu mình xách theo cũng rất là tiện. Và nó đặc biệt là cái này nó giữ rất là lâu ạ. Giữ nóng lạnh gì thì cũng rất là lâu. Chiều cao của nó là tầm khoảng 30cm ạ. Và nó chịu được lạnh với nóng là nó để trên đây là 12 tiếng nóng và 15 tiếng lạnh. Nhưng em test đá là nó giữ được hơn một ngày luôn ạ. Dung tích của nó là được 1.100ml ạ. Và inox này là inox 316, inox cao cấp. Phía trong đây.
Và cái bình này thì em bán 380k G20 ạ. G20 là 340k, nó nhầm ạ. Bình giữ nhiệt G20 340k. Em qua G21 ạ. Là cái ly giữ nhiệt. Cái ly này á, là nó có cái nắp nè. Cái này là em ngày nào em cũng uống nước, em để đá vào thì nó không có tan ạ. Nó không có tan để tươm ra, nó kiểu nó giống như là mấy cái ly mà các anh các chú mình mua để uống bia ạ. Nhưng mà này nó làm cao lên để có cái nắp đậy nè, mình có cái lỗ này để mình để ống hút vào mình uống ạ. Bụi nó không có vào, đây có cái nút mình đậy lại nữa ạ. Mình đậy nắp thì nó càng lâu tan đá nè. Đây còn mới luôn, còn tem mát luôn đây ạ. Thì cái này em có hai màu, màu hồng và màu trắng ạ. Một cái là em bán chỉ 160k thôi ạ. Chiều cao của cái này đây là được chiều cao của nó là được 18 ạ. Và cái đường kính qua là được 7,5. Thì cái ly giữ nhiệt G21 này em bán là 160k một cái ạ. Em qua G22 là tay game. Cái tay game này là còn mới luôn ạ. Em cũng bán có 60k một cái thôi ạ. Nó rất là dễ sử dụng. Thì này các anh các chú mình về gắn vào cái đầu CP của máy tính đây, rồi PS3, PS4, Switch đây ạ. Nó kiểu như vậy, rất là dễ dùng luôn. Rất là mới luôn, còn trong hộp như vậy. Thì cái G22 này em bán 60k một cái. Vậy em qua G23. G23 thì em có một cái con dao nhỏ đây. Con dao này thì đây, nó làm kiểu dáng như vậy, giống như là nó làm phần nhựa Kabushi ạ. Rất là đẹp. Và nó làm cái thép là thép 3 lớp luôn ạ. Đây, nó có tách lớp ở trên đây luôn đây. Vân Damascus. Và nó có đính cái hộp trên đây nữa, để làm nổi bật con dao lên ạ. Dao này thì nhỏ gọn, dao bỏ túi thôi ạ. Chiều dài đây thì được là 4,5. Và cái bảng ngang qua đây là được 2,3. Và độ dày ở đây thì được là 2,3. Nhỏ gọn, có cái túi nhung nữa để cho mình để vào ạ. Em bán G23 này 280k. Em qua G24 ạ. G24 là cái hộp cắt móng tay của Đức luôn ạ. Cái này thì bấm móng ngang, còn mới chưa qua sử dụng ạ. Và bấm móng ngang to cho người lớn và một bấm cho em bé. Và nó có một cái cây dũa nữa ạ. Đây, dũa móng. Thì cái bộ bấm móng này em bán 180k. Đây, G24 180k. Em qua G25 là cái máy mài khuôn chạy pin ạ. Ở đây thì nó có là 3 nấc 1, 2, 3. Đó, cái đầu của nó là đầu 3 ly ạ. Đây nó có đầy đủ các mũi, các đầu để các anh các chú mình lắp vào mình sử dụng. Có một cái dây để mình sạc pin nữa ạ. Cái này nhỏ gọn, mình cầm tay rất là gọn ạ. Chiều dài của cái máy này đây là được 13.5. Cái này thì nó có cái nút ở đây, khi mà mình muốn lắp vào thì các anh các chú mình chỉnh ở đây, mình bấm xuống mình chỉnh ở đây và mình lắp vào ạ. Thì G25 này em bán là 250k. Em qua G26 là cái bộ tiếp gồm có 16 chi tiết ạ. Đây, nó đầy đủ luôn. Cái hộp này đây, phía ngoài hộp đây nó có để đây. Made in Japan này ạ, 16 chi tiết. Từ size từ đầu
thép của nó là thép CRV ạ. À. Từ đầu 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 5, 4, 5, 4 ạ. À. Và nó có mấy cái cây này là đầy đủ như trên hình luôn đây ạ. À. Như cái cây mà em, cái cây cần này thì nó dài ở đây là được 14 năm ạ. À. Đây, cái cây này là nó cũng có xoay đây ạ. À. Xoay đảo đây. Chiều dài ở đây là được 12.5 cái cây này. Đó. Nó có cái cần ngắn hơn thì nó dài là được 12 năm. Và nó có mấy cái đầu nối đồ như vậy đây. Thép là thép CRV hết. Thép rất là chắc. Thì cái bộ tiết 16 chi tiết của Nhật này em bán là 350k. G26 ạ, 350. Em qua G27 là kéo cắt gà. Đây. Kéo cắt gà. Lưỡi của nó đây, lưỡi của nó rất là sắc bén luôn. Nó có răng ở đây để khi mà mình cắt thì cái phần thịt, phần xương nó không có bị chạy. Hoặc là mình cắt cái xương cá mà to ạ. À. Cái này thì có con ốc ở đây để mà khi mà nó có bị lụt đi thì các anh cái chú mình cũng có thể mài ạ. À, mài cho nó dễ ạ. À. Đây, và có cái lò xo đây để thay đổi ạ. À. Thay khi mà lò xo nó bị... lâu ngày mình xài thì nó có bị lỏng hay bị lợn đi ạ. À. Em có tặng thêm một cái cho các anh các chú mình thay đổi. Đó, lắp vào. Em là em cắt không chứ em không có chặt được, không biết chặt. Thì chiều dài của cây kéo gà này đây là được 26 ạ. À. Và phần lưỡi của nó ở đây là được 9 ạ. À. Thì em bán là G27 này là 240. Em qua G28 là cái kính lúp ạ. À. Cái kính lúp này thì hình thức phía bên ngoài của nó là có bị trầy xước ạ. À. Đây. Và phía bên trong thì cái mặt kính này, mặt kính là không có bị trầy gì hết ạ. À. Đó, các anh, các chú mình lao lại đây như em lao lại đây. Đó, nó không có bị trầy. Cái kính lúp này thì cái đường kính của nó qua đây thì là được 6 ạ. À. Cái kính lúp G28 này em bán là 150k. Em qua G29. G29. Đây, kéo là kéo ốp gỗ ạ. À. Lò xo chữ V, lưỡi là không có mẻ dập gì hết ạ. À. Đây nó có chữ đây Japan. Thì chiều dài của cây kéo này đây là được 20.5 ạ. À. Lưỡi của nó là được 6.2. Thì cây kéo cắt cành này em bán là 220k. Em qua G30. G30 là cây mở ống nước ạ. À. Cái này là hiệu KTC. Này, thép là thép cứng đây, nó có để Forestel thép cứng có chữ Japan này ạ. À. Nó dài là được 280 ạ. À. Cái này thì cái miệng của nó đây. Cái miệng của nó thì cái phần trên này đây là nó không có bị cấn gì nhiều. Có cái phần dưới đây là cái phần dưới mà cái mặt phía bên đây này nó có bị cấn này. Đó, nó có bị cấn đây à. Em để góc này thì các anh các chú mình xem ạ. À. Em thấy là nó cấn dập nhưng mà cũng ít thôi ạ. À. Thì cái phần mà mở tối đa ở đây là được... mở tối đa ở đây là được... 7.1 ạ. À. Thì cái G30 này em bán là 250k ạ. À. Miệng cũng còn rất là đẹp luôn. Đây như bên đây là không có bị gì hết. Cái này là bị xây xát nhẹ ở đây thôi. Em qua cây G31. G31 thì hiệu top ạ. À, của Japan luôn. Đây thép cũng là thép cứng ạ. À. Thép rất là
cứng và chắc luôn. Dài là 280, thì cây này thì nó hơi bị, nó mớp nhiều hơn cái miệng nó đây ạ. Như cái góc bên này là bị không có thấy gì ạ, có cái phía bên này đây nó bị cấn như vậy. Đây, nó cấn vô đây ạ, đây nó vẫn có những cái vết như vậy. Cũng cấn nhẹ thôi ạ. Nên cây này thì em bán chỉ 230k thôi ạ. G31 230. Em qua G32 là kéo tỉa. Đây kéo tỉa. Kéo tỉa này đây ạ. Lò xo chữ V. Sapan. Cây kéo này thì cái chiều dài của nó ở đây là được chiều dài ở đây là được 19 năm và phần lưỡi là 6 ạ. Em bán 80k. G31 80k. Em qua G3. G33 ạ. G33 là cái cây này đây, cái cây này tay cầm bằng gỗ rất là đẹp luôn và cái đầu của nó đây rất là dày dặn. Thì cái cây này em không biết các anh các chú mình dùng về việc gì. Thì các anh các chú thấy mà phù hợp với công việc và nhu cầu sử dụng thì ủng hộ em ạ. Tay cầm nó cây này rất là đẹp luôn. Thì chiều dài tổng thể của nó ở đây là được 31 năm. Và cái phần cái đầu phần này đây là được 10,2 ạ. Và cái bảng ở đầu to này thì qua là được 4,2. Rất là đẹp, còn rất là đẹp luôn. Thì cái G33 này em bán là 180k. Em qua G34 là hai cây lấy dấu ạ. Hai cây lấy dấu này đây thì ở đây á, là em có một cái cây mũi bằng, mũi tròn, đầu tròn và một cái cây mũi nhọn. Thì cái cây mũi nhọn này nó cùng hiểu hết ạ. Cái cây nhọn này thì em thấy gặp nhiều hơn, còn cây này thì nó rất là hiếm gặp luôn, cây to này nè. Cái đầu cây to này, cái cây này thì mũi bằng này các anh các chú mà muốn mà mũi nhọn thì em cũng có thể mài nhọn cho các anh các chú ạ. Còn anh các chú mà thích cây lấy dấu bằng này thì để nó mũi bằng vậy luôn ạ. Size to này rất là hiếm luôn, ít gặp lắm ạ. Chiều dài ở đây là được 20 ạ. Cây bé mũi nhọn này thì được làm hơn 12 ạ. Nó có chữ ở trên đây. Đó, cái chữ của nó đây ạ. Thì hai cây này em bán là 180k G34. Em qua G35. G35 thì là G35 thì cái này là hai cái đồ để mình chặn xe, chặn bánh xe. Hiệu của nó là hiệu Nissan. Đây, nó có để chữ mô tô đây. Đó. Thì hình thức của nó thì cái phần lớp sơn thì nó hơi bị bong tróc thôi ạ. À. Nó kiểu dáng nó như vậy. Thì em đo cái phần mà gấp gọn đây, như chiều dài cái này đây là được 13 và bảng ngang của nó qua đây là được 9 ạ. Đó thì một cặp này đây, một cặp này em bán là 200k G35 200k. Em qua G36 là cái eto kẹp gỗ. Cái eto này là nó nặng là 3,6 kg ạ. Đây. Eto kẹp gỗ Eron made in Japan ạ. Đây có chữ Japan đây. Nó nặng là 3,6 kg. Và cái miệng của nó ở đây, em đo đây là được cái miệng để kẹp qua đây là được hơn 15 ạ, 15 năm ạ. Thì cái này em bán là 450k.
G36 là 450k. Em qua G37. Ok, cái này trên đây nó có để đây 2 1/2. Cái Eto này nặng 1,4 kg ạ. Cái Eto này thì cái người trước họ sử dụng thì cái hàm cái dưới đây là nó có bị khoan mấy lỗ, nó lủng như vậy ạ. Nó bị rỗ rỗ như vậy đây, nó bị rỗ như vậy đây, và cái hàm của nó thì nó cũng bị có bị cấn nhẹ đây, nó có bị cấn đây ạ. À. Cái này thì mở rộng hàm ra đây thì được là 5,7 ạ. À. Nó bị như vậy. Thì cái này em bán 300k à, G37 300k. Em qua G38 ạ. G38 là cái khóa hai đầu. Cái khóa này một đầu là 26 và một đầu là 32. Đây. Cái miệng có cái khóa đây nó không có bị mẻ dập gì hết ạ. À. Hàng này là các anh dùng cũng được mà sưu tầm cũng được, nó là bằng đồng ạ. À. Mà cái hiệu này đây, nó cái hiệu là Pialon này là sản xuất là để cho các tàu biển ạ. À. Họ dùng trên tàu biển nên cái đồng này là nó chống ăn mòn rất là cao luôn, nó rất là cứng ạ. À. Dành cho đi biển thì cái này là hàng rất là hiếm luôn. Đi bãi lâu lắm rồi thì mới thấy được một cái cây này, nó có cái logo nội địa nó đây ạ. À. Cái này là vừa sưu tầm được luôn ạ, à, mà vừa dùng được luôn. Nó dạng là cho đi biển nên nó rất là cứng chắc. Đây, nó rất là đẹp luôn. Các anh nào mình thích sưu tầm thì mình mua cũng được ạ. À. Thì G38 này em bán là 350k ạ. Em qua G39 cũng là một cây khóa một đầu ạ. À. Khóa này đây nó để đầu này là 36. Của Japan. Thép thép cứng ạ, à. Forestell là thép cứng. Của Asahi ạ. À. Cây khóa này thì em bán là 140k. G39 140k. Em qua G40. G40 là cái bộ vít của Vetsel. Đây. Có một cái cây để các anh mình nối vào. Và các đầu của nó đây. Nó các đầu của nó đầy đủ hết các đầu luôn. Đầu dấu trừ, dấu cộng, đầu mũi nhọn, đầu này dấu mũi chữ V đây. Đầy đủ nguyên bộ của nó. Thì cái bộ này em bán là 250k. G40 250k. Em qua G41 là bộ chữ T. Bộ chữ T ở đây thì em có 5 cây là từ 14, 12, 10, 8, 8, 10, 12, 13, 14 ạ, à, 5 cây của Kabushi, Kabushi Japan ạ. Thì cái bộ này em bán là 240k. Em qua G42. G42 là cần khóa tự động ạ. À. Cần khóa tự động này cũng rất là hiếm gặp luôn. Đây. Cái này đây thì cái đây có cái đầu trên đây đây các anh chỉnh mở nó lắc léo được luôn à đây, đó. Ở các ngóc ngách đây các anh chỉnh để chỉnh thẳng qua trái qua phải. Cái phần răng của nó đây. Cái phần răng thì không có bị mẻ dập gì hết ạ. À.
Thì cái này em đo chiều dài của nó ở đây là được chiều dài ở đây là được gần 30 ạ. Thì cái G42 này em bán là 250k. Cần khóa tự động, có lắc léo được qua trái qua phải. Đó, coi kè ở đây nè, có thành ở đây nữa. G42 250 ạ. G43 là một cái con dao bao da. Cái dao này thì tay cầm là bằng gỗ ạ. Và cái phần thép của nó là thép D2, thép không dỉ. Dao này thì cái chiều dài của nó ở đây là được chiều dài ở đây là được 22, phần lưỡi ở đây là được 9.8 và bản ngang qua là được 2.4. Dao này thì cái độ dày của nó ở đây là được 2.7 ạ. G43 này là em bán 340k. Em qua G44 là cái mỏ lết răng. Cái size của nó là size 250 ạ. Có cái logo nội địa Nhật đây ạ, hiệu Hit. Đây, còn rất là đẹp, rất hoạt động rất là tốt. Màu sơn của nó đây. Răng của nó đây ạ. Cái răng của nó là không có mẻ dạch gì hết ạ. Đó. Thì cái G44 này là em bán 180k. Em qua G45. G45 là bộ dũa kim cương ạ, nó có chữ diamond đây, kim cương. Ở đây là nó có đầy đủ luôn ạ. Ở đây hai lỗ này nhưng mà không có thiếu à. Thì ở đây nó có từ 1 tới 7 là đủ 7 cây và một cái cây đầu nối đây. Đó. Để giũa cái đầu này đây, nó áo một lớp kim cương ở đây. Đó, để các anh các chú mình giũa những cái vật mà nhỏ trong nằm trong ngóc trong ngách đây. Như cái cây này thì mình cho vào đây. Đây nó có tới hai đầu luôn đây ạ. Rồi đè xuống và các anh mình chỉnh mình xoay đó, mình dùng thôi ạ. Rất là dễ sử dụng. Thì cái bộ giũa kim cương này, đây bắt đầu của nó đây, em thấy như này nè, nó có loại móc đây, móc to móc bé rồi nhiều kiểu lắm mà đây. Đó, để em để cho các anh các chú mình xem đó, mấy cái đầu nó kiểu là để cho mình giũa những cái phần mà ở trong ngóc ngách à, những cái phần mà khó à. Đó, cái kiểu của nó như vậy. Thì cái bộ này em bán là 280k, gồm 7 chi tiết ạ. Đây, nó có để ở đây là 7 chi tiết đây ạ. G45. Em qua G46 là cái cây uống sắt của Mỹ ạ. Đây, nó có chữ ở đây là Made in USA. Đây ạ, made in USA. Thì ở đây em thấy nó có để cái gốc ở đây là từ 0, 45, 90, 135, 180. Đây có để gì 5 phần 16 đây ạ. Thì các anh các chú mình xem mà, chứ em không có biết cái này ạ. Đây, đó, em quay cận các anh các chú mình xem. Kiểu dáng của nó như vậy. Trên đây này nó để cái thông số như vậy đây. À, nó để đây là 5 phần 16, xong rồi này để là tới 8 mm ạ. Đó. Đó, nó để vậy. Thì để em đo cái phần này qua đây là qua đây thì được khoảng là 0.8 ạ. Là cái phần này là nó để đây là mình uống được đây. 0.8 cm là 8 mm đây ạ. Em đo để các anh các chú mình cần để mình dùng mình mua ạ. Tay cầm thì phần ở đây là nó có bọc cao su nữa đây ạ, của Mỹ, made in USA.
thì G46 này là em bán 280k. Và em qua G47 là một cái cặp mỏ lết à. Đây. Nhỏ 6 inch à, là 150mm. Một cây là của Pha Cơm và một cây là của Ratman. Cây Ratman thì dạng nó cong mà, nó cong và nó có cái phần răng đây. Và mình có thể mở ra mình xoay ngược lại cũng được ạ. À. Đây. Đó. Đó, mình xoay lại mình dùng. Thì cái cặp này đây em bán là 240 ạ. G47 240. Em qua G48. G48 thì một cái mỏ lết đa năng. Cái mỏ lết này thì ở đây thì nó có là ba cái đầu vít, vít cộng, vít trừ ở đây. Xuống đây em lắp lên đây thì các anh các chú mình dùng mình dặn thép là thép không dỉ. Cái này thì nó có cái đèn ở đây nữa đây ạ. Cái ở đây thì nó có một con dao ở đây và có thêm một cái đầu khui ở đây nữa đó, một đầu khui. Cái này thì mỏ lết nó để chalet theo thép không dỉ giáp ban. Cái này thì mình để trong cốp xe mình thì cũng rất là tiện dùng ạ. Thì chiều dài là được 15-2 ạ. G48 này em bán là 250k. Em qua G49 là cây kìm ạ. Cây kìm này đây nó có chữ Made in Japan. Đó. Cái phần đây là nó không có mẻ dập gì hết ạ. Đây cái phần này rất là khít luôn, không có bị mẻ gì hết. Và ở đây nó cũng có một cái đầu dưới đây nè. Nó bọc là nó bọc cao su. Chiều dài là được 21,5 ạ. Thì G49 này đây em bán là 250k ạ. Em qua G50 là một cái con dao của Colombia. Đó. Thép là thép không dỉ ạ. Con dao này thì chiều dài tổng thể của nó ở đây là được 30,5 và phần lưỡi ở đây là được 17,5 và bản ngang qua là được 3,2 và độ dày ở đây là được 3,9 ạ. Và cái bao của nó là bao vải ạ. Thì cái con này em bán là G50 này là 280. Em qua G51 là cái cây thước thủy ạ. Đây, cái cây thước thủy này là của Tajima, của Japan đây ạ. Made in Japan hiệu Tajima. Nó dài là 160mm. Và cái lực hút 500 của nó là hút rất là mạnh luôn. Đây nó để 8kg. Đây cái lực hút đây và nó có cái móc ở trên đây nữa à. Và cái này là nó có 3 cái đồng hồ luôn ạ. 3 cái đồng hồ. Thì thước thủy này em bán là 350k G51. Em qua G52 là cái con dao Thái của Germany của Đức ạ, Soligen của Đức. Tay cầm là bằng gỗ, nó có hai chốt. Con dao này thì cái phần lưỡi của nó ở đây là được 21, bản ngang qua là được 3.5. Con dao này thì cái độ dày của nó là được 2,1 ly. Dao này thì cái bề mặt của nó đây thì nó có bị rỗ nhẹ ở đây, nó có bị rỗ ở trên cái phần thép đây ạ. À. Dao của Đức này thì em bán là 200k G52. Em qua G53. G53 là cái lưỡi dao của nó thì nó có khắc chữ đây. Cái này về á, thì các anh mình làm lại ạ. Đây, cái này là dao này là cái phần phôi dao thôi ạ. Đây. Đó, về các anh mình mài mình làm lại. Nó cũng rất là dày ạ. Đó, này về mình mài lại là nó thành một con dao.
Trên này nó khắc chữ rất là đẹp luôn. Thì em đo chiều dài tổng thể của cái phôi dao này đây là được 26,5, và phần lưỡi ở đây là được 14,8, và bảng ngang qua là được 3,4, và độ dày của nó ở đây là được 2,5. Thì cái phôi dao này em bán là G53 này là 150k. Em qua cái kìm hàng ạ. Cái kìm hàng này thì cái hiệu của nó là Misa MS500 là 500 am. Thì trên đây đây nó có chữ đây KD500. Đây cái phần đồng của nó đây rất là dày dặn luôn. Và cái phía trong đây, đây cái lớp đồng của nó rất là dày dặn. Và đây thì em thấy trong đây là có một cái miếng đồng và một cái cây đồng giác ạ. Để các anh mình sử dụng. Thì cây kìm hàng này em bán là 250k, G54, 250. Em qua G55 là cái cảo ạ. Cái cảo này là của hiệu check mắt con cua ạ. Đây check mắt con cua đó. Size là size 75 ạ. Em bán là 250k. Cái này nó để là CRV treo là thép CRV ạ. Đây, ráp con cua check mắt. G55 này em bán 250. Em qua G56 là bắn silicon ạ. Đây. Còn tem mát luôn, cái màu sơn màu xám của nó là cũng còn zin luôn. Mình kéo ra rồi mình cho cái silicon vào và mình bắn ạ. Cái này thì cây nhỏ mình dùng trong gia đình. Thì G56 này em bán là 160k. Em qua G57 là cái bộ bonsai mini. Cái bộ này thì để ngoài bãi đây nó bị đè lên nên nó bể cái miếng nhựa ở trên đây rồi ạ. Đây. Nó có một cái cuộn dây và nó có một cái xẻng nhỏ, cái xẻng to hơn, một cây cào, một cái cây kéo cắt cành ạ. Cái bộ của nó nhỏ gọn. Thì chiều dài của mấy cái này thì tầm khoảng là 18 năm ạ. Nó nhỏ gọn thôi ạ, bonsai mini ạ. Cái bộ này đây nó có 5 món. G57 này em bán 280k. Và em qua bánh xe ạ. Nay thì em có mấy cái bánh xe này. Bánh xe này thì nó xoay thôi ạ, nó không có khóa. Cái bánh xe này thì đây, ở trên đây là nó có hình cái con sư tử ạ. Có cái sư tử, cái hiệu của nó đây là hiệu CCQ. Đây, và nó có cái chữ ở trên đây là HG50. Thì tổng 4 bánh này là tổng 4 bánh này là 2,4 kg ạ. Em đo cái phần mà để các anh mình lắp vào cái bàn đây, cái bàn cái ghế là đỉnh này là nó qua là được 8,2, và chiều cao của nó ở đây là được chiều cao của cái bánh này đây là từ khoảng gần 8 cm.
và cái bảng của nó qua đây là được 3,2. Bánh xe này thì cái đường kính nó qua đây khoảng là 4,7 ạ. Đây nó có cái chữ phía ngoài sau đây ạ. Made in Japan đây. Đó, nó có chữ đây. CC Co Made in Japan. Thì 4 bánh này là em bán 250k ạ. G58 250k 4 bánh màu xanh. Em qua G59 thì bánh nhỏ ạ. Đây nó có cái hình ở trên đây nó để số 50. Bánh này thì cũng 4 bánh xoay ạ. 4 bánh xoay này thì em đo cái chiều cao của nó là được 7. Và cái phần này qua đây là được 5,5. Cái này thì nó hình chữ nhật ạ. Qua là được 7. Và đường kính bánh của nó ở đây qua là được khoảng 5 ạ. Cái bảng bánh xe của nó là được 2,7. Thì cái bộ G59 này em bán là 150k. Nó bé hơn cái bộ G58 ạ. Tổng cân nặng của 4 bánh xe đen là được ký 2 ạ. Và em qua G60, G60 thì em nay em lấy được cái loại to hơn ạ. À, loại to này 4 bánh này thì nó được là 5 kg ạ. Đây cái hiệu của nó đây, Master. Đây và cái đế của nó đây, nó rất là dày luôn. Ở dưới đây thì nó có để chữ Korea đây ạ, à, Korea. Hình thức của mấy cái bánh xe này thì nó có bị trầy xước đây. Nó chỉ bị trầy xước thôi ạ, à, đó. Do nó va chạm vào nhau và như này người ta cũng có sử dụng lướt qua thôi à, đây nó bị trầy xước như vậy. Bánh này thì là 4 bánh khóa luôn ạ, à, 4 bánh khóa đều xoay được và 4 khóa. Thì cái này đây mình hạ xuống dây mình xoay vậy thì bắt đầu nó đi xuống là nó sẽ đứng lại và mình muốn đẩy đi thì mình kéo lên ạ. À, nó có cái đế chân ở đây. Cái anh dặn xuống thì nó sẽ đi xuống nó cao hơn cái bánh này thì nó sẽ đứng lại. Thì chiều cao của cái bánh này đây là được chiều cao mà em đo là được 11 ạ. Rất là chắc chắn luôn. Cái phần này em đo qua đây là được gần 9 ạ. À. Này nó rất là dày luôn đây ạ. Thì cái bộ to này em bán là 500k. Và cái bộ to hơn một size nữa ạ. Đó, nó to hơn nữa đây. À, 4 bánh này mã G61 là nó nặng 6,6 kg ạ. Cái mã G60 này thì em bán là 500k, 500k 4 bánh. Và em qua cái G61 cũng là 4 bánh mà nó nặng là 6,6 kg là size to nhất ạ. Đây. Cũng của Master Food Master đây. Cũng là đều 4 bánh xoay 4 khóa luôn, nó có khóa kiểu dáng nó như vậy, rất là chắc chắn luôn. Cái bánh này thì nó rất là to đây, đó. Và cái phần này cũng rất là dày dặn đây ạ. À. Như cái này đây nó em đo cái đường kính nó chiều ngang qua đây là được 9,5 ạ, à, 9,5. Và chiều cao của cái bánh này đây là được gần 12 ạ. À. Đó. Các anh cứ chỉnh là chỉnh mình chỉnh xuống mình xây xuống đây thì nó xuống bắt đầu mình quay ngược lại thì nó lên ạ. À. Rất là dễ sử dụng. Như bánh xe này thì như cái bánh này đây nó đều là có bị trầy xước nhẹ hết. Trầy xước thôi à chứ không có bị nứt hay là bị gì hết ạ. À. Đó. Có bị trầy xước thì thôi do để chung rồi để ở bãi thì em đi bãi. Em lựa lâu lắm thì mới đẹp được như vậy. Đó. Thì cái mã G61 này em bán là 720k. Em qua G62 là cưa lá ạ. Cây cưa lá này đây. Cây cưa lá này nó rất là mới luôn. Đây rất là mới.
chữ nhật đây, tay cầm đây, đó, phần lưỡi cưa đây rất là sắc bén. Cây cưa lá này thì cái phần lưỡi của nó là dài 240 ạ. Em bán 120k. G62 120. Em qua G63 là cái cưa ngóc ngách của Techmark ạ. Cây cưa này thì cái phần lưỡi bị rỉ nhưng mà cái phần răng của nó là còn rất là sắc luôn. Tay cầm là bằng gỗ thì cái phần mà lưỡi của nó đây là được 20 ạ. Thì em bán 80k một cây. G63 80. Em qua G64 là đá mài. Cái đá mài này thì cái độ mịn của nó là tầm 1000 ạ. Nó có cái hộp giấy nữa mà nó bị ướt, nó rách rồi nên em bỏ ra thì nó có những cái vết mà nó bị mẻ ở các góc như vậy đây ạ. À. Nó là hiệu King ạ. À. Thì chiều dài của cái viên đá này đây là được 15 và chiều ngang qua là được 7 và nó chiều, độ dày của nó thì tầm là gần 2. Thì G64 này em bán là 160k. Em qua G65. G65 thì cái viên này đây nó cũng tầm 800 đến 1000 ạ. À. Nó cũng bị mẻ ở các góc như vậy. Đó. Không có ảnh hưởng gì hết các anh, các chú mình mài ở trên đây. Thì cái cục này thì nó chiều dài nó đây là được 18, bản qua là được 62 và nó dày thì tầm là được 1.7. Thì G65 này em bán ở đây là 180k. Em qua G66 là cái viên đá mài thô. Cái này thì em nghĩ tầm 3 đến 400 gì đó anh. Cái này là mài phá dao ạ. À. Cái này mấy cái viên này là hàng chưa đóng gói đây, đó. Nó có những cái vết nứt, cái vết gốc bị mẻ nhẹ như vậy. Chứ không có bị nứt gì hết đâu ạ. À. Mẻ nhẹ ở các gốc thôi. Mà khi mình sử dụng là mình dùng ở trên cái bề mặt này ạ. À. Cái viên này á, thì em đo cái chiều dài của nó ở đây là được 18 và cái độ dày của nó đây là 2.5 và bản ngang qua là được 6 ạ. Thì cái này em bán là 400k. Và em qua G67 là cái viên này thì cái độ mịn của nó là trên 1000 ạ. Nó có cái đế bằng nhựa ở đây. Cái hiệu này đá này là đá King ạ. Cái này là người ta có dùng lướt qua rồi ạ. Thì chiều dài của nó ở đây là được 17 năm, bản ngang qua là được 52, nó dày thì tầm khoảng là 17 ạ. Thì G67 này em bán là 400k. Em qua G68 là cây liếc dao liếc tròn đây. Đó, tay cầm là bằng nhựa, có chữ đây Made in Japan. Thì cái phần mà liếc ở đây nó dài đây là được 29.7 ạ. 29.7. Thì em bán cây này 150k. G68. Em qua G69 là một cái con dao tay cầm thì cái phần này là bằng sừng ạ, bằng sừng. Trên đây nó có chữ nhật ở trên cái phần lưỡi đây. Kiểu dáng dao đây ạ. Cái phần này là bằng đồng ạ, màu vàng này là bằng đồng. Dao này thì em đo cái chiều dài tổng thể của nó ở đây là được 26,6. Cái phần lưỡi ở đây, lưỡi sử dụng ở đây là được 12,8. Bản ngang qua là được 3. Dao này thì cái độ dày của nó ở đây là được 6,1 ly. Nó rất là dày luôn. Thì G61 này, ở 69 này em bán là 650k. Em qua G70 là một cái con dao
Cái này là nguyên cái khâu sừng luôn ạ, nguyên cái sừng luôn đó, nguyên cái sừng đó. Như cái dao này thì nó chỉ ốp sừng thôi ạ, nè cái này nó ốp sừng hai bên thôi, còn cái con này là nó nguyên cái sừng luôn. Và cái này thì nó làm cái khâu đồng, và cái vân của nó là vân hamon ạ, vân hamon. Và trên cái vân thì nó có khắc thêm những cái họa tiết đây. Thì em đo chiều dài tổng thể của con dao này đây là được 28,2, và cái phần lưỡi ở đây là được 16,4, và bảng ngang qua là được 2,2. Độ dày của con dao này đây là được 4,2 ạ. Thì cái con G70 này là em bán 1.600.000. Em qua G71 là cái cây kiếm hàng trưng bày đây. Trên đây nó có chữ đây đó, hình con rồng, bên đây cũng có hình con rồng đó, kiểu dáng của nó đây, đây nó cũng có chữ đây, và ở trên ngay chỗ nó có cái đế để mình để thì đây nó cũng có chữ đây. Về các anh các chú mình vệ sinh mình lau lại ạ. Thì cái cây này cái chiều dài của nó ở đây là được 28 ạ. Thì cái cây kiếm hàng trưng bày này em bán là 600.000. Rất là đẹp luôn, này nó có đế đứng để các anh cái chú mình để nó đứng vậy. Em qua G72 là cái con Tanpo. Cái tay cầm đây. Và cái phần lưỡi lưỡi tanto là vân hamon đây, cái vân của nó rất là đẹp luôn đó, nó lên vân rất là đẹp đây ạ. Đó, cái vân rất là đẹp luôn. Và cái vỏ này là vỏ zin của nó luôn ạ, cái vỏ này là vỏ zin bên Nhật luôn ạ. Em đo chiều dài tổng thể của nó là được 30, và phần lưỡi ở đây là được 19,2, và bảng ngang qua là được 2 ạ. Con Tanto này thì cái độ dày của nó ở đây là được 4,9. Cái vân hamon em thấy rất là đẹp luôn. Đây ạ. Cái vỏ zin của nó luôn, là người Nhật họ làm luôn ạ. Thì cái con G72 này là em bán 4.400.000. Em qua G73 là cái con dao chặt hai mặt ạ. Cái tay cầm là bằng gỗ ạ, còn tem mác ở đây luôn, chữ đây, chữ Nhật khắc trên đây, và nó cái này giống như nhìn cái logo, nhìn núi Phú Sĩ vậy đó. Hai mặt thì chiều dài của cái phần lưỡi, cái phần lưỡi ở đây là 13 năm, cái bảng qua là được 7,5. Dao này thì nó rất là dày luôn, nó dày là được 7,5 ly. Thì G73 này là em bán 500.000. Em qua G74. G74 là cây rìu ạ. Cây rìu này là rìu thép giấy xanh đây, nó có cái chữ thép giấy xanh đây, và chữ đây rất là nhiều trên đây luôn. Bên mặt bên đây cũng có chữ đây ạ. Và cái phần lưỡi đây, lưỡi là thép nó tách lớp luôn này ạ, rất là đẹp luôn, cái vân nó rất là đẹp. Đó, tay cầm. Thì cái cây rìu này cái phần mà lưỡi ở đây là được 11, cái bảng qua đây là được 6,5 ạ. Cây rìu mặt trăng thép giấy xanh này là em bán 1.600.000.
Em qua G75 là cũng một cây rìu mặt trăng thép giấy xanh luôn ạ. À, nó có cái hộp luôn, tem mác của Nhật luôn đây ạ. À, đây cái màu sơn zin của nó luôn đây, có cái logo chữ đây, thép giấy xanh đó. Đó, cái vần nó tách đây. Cái này là lưỡi rìu là còn nguyên zin luôn ạ. À, đây cây rìu này thì chiều dài tổng thể của nó ở đây là được 31 năm. Cái phần lưỡi rìu ở đây, cái phần lưỡi rìu ở đây là được 13,2 và bản ngang qua đây là được 6,2 ạ. Cây rìu này là em bán 4.400.000 ạ. Và em qua G76 là cái cung ạ. Đây, đó, hình thức của nó đây. Hàng này hàng trưng bày. Thì phía ở ngoài mặt sau đây nó có chữ đây, chữ Nhật rất là nhiều chữ luôn. Là cái phần ở giữa này đây là bằng đồng ạ. Và cái phần mà nó phủ lông này là bằng thép ạ. Để cho khi mà mình bắn thì nó có cái độ cứng ở đây. Và cái đầu này là bằng đồng ạ. Hai cái đầu này là bằng đồng. Đây. Đó, hai cái đầu cuối là bằng đồng, ở giữa là bằng đồng. Và cái dây này là bằng dây gân ạ, gân của con gì đó ạ. Và lông này là cũng là lông thật luôn. Đây. Đó. Và em đo chiều dài của cây cung này đây là nó được dài là 1m28 ạ. 1m28. Hình thức của nó đây rất là đẹp. Hàng này các anh trưng bày. Và cái mũi tên nó đây, đó. Cái đầu này là bằng đồng và cái đầu này cũng là bằng đồng và cái phần giữa là bằng thép ạ. Thì chiều dài tổng thể của nó ở đây là được hơn 60 cm ạ. Nó khoảng là 63 ạ. Là cái mũi tên này là 63 cm. Thì cái bộ cung tên này, đây cái bộ cung tên em bán là 3.600.000. G76 3.600.000 ạ. Em qua G77 là cái con dao phát. Con dao này của US ạ. À, ở đây thì nó có cái cục đá mài ở đây. Đó, cái cục đá mài. Cục đá mài này nó bị nứt phân nửa ạ. Tay cầm là nó bằng nhựa. Nó có đây thì để các anh các chú mình cầm. Rất là chắc chắn. Và cái phần lưỡi của nó đây, lưỡi là lưỡi nguyên zin luôn ạ. À, rất là sắc bén. Đây, trên cái phần lưỡi dao đây nó có chữ đây, Ontario Knife, hiệu là hiệu US ạ, là của Mỹ ạ. Cái con dao phát này thì em đo cái phần lưỡi dao ở đây là được cái phần lưỡi của nó là được 30,7 ạ. Phần bản to ở đây qua là được 5.5. Bản nhỏ ở đây là được 4 ạ. Và độ dày của con dao này đây là được 2,9. Nó có cái bao là cái bao bằng vải. Cái bao này thì để ở bãi thì nó dính bụi bẩn đây, về các anh mình giặt lên là nó rất là sạch luôn. Mình giặt xà bông thì nó rất là sáng. Thì G77 này là em bán 1.600.000. Em qua G378 là cây rìu đa năng ạ. À, đây, cây rìu này đây nó có chữ USA đây.
và đây rìu, cái phần lưỡi của nó đây. Đó. Cái này thì nó nối khúc và rìu đa năng nối khúc. Thì cái này khi mà lắp vào thì nó dài là khoảng 43 và mình mở từng đoạn ra thì ở đây nó có một cái con dao. Cái đoạn này là mở ra cũng được ở đây ạ. À. Đây em mở ra cũng được đây. Đó, một cái đầu để đánh lửa, đánh con dao vào cái cây này. Và một cái đầu, cái la bàn ở dưới đây nữa ạ. Và một cái đầu để phá vỡ kính ạ. Nó kiểu như vậy là rìu đa năng. Thì rìu đa năng này em bán là G78 này em bán 380k. Em qua G79 là cây bấm dây cáp à, đây. Đó. Cái hàm của nó đây. Và ở trên cái thân là nó có chữ nhật ở trên đây ạ. À. Bên đây cũng có đây. Nó kiểu nó như vậy. Thì cái phần này mà em đo nó mở tối đa ở đây, đây là được khoảng là 2.3 ạ. À. Thì chiều dài của nó ở đây là được 35. G79 này em bán là 380k. G79 380k. Em qua G80 là cái rìu, nhưng mà này rìu nó bị gãy à. Đây, nó còn khúc vậy thôi ạ. À. Rất là nặng luôn. Thì cái này để em cân nặng nó là được 2.3 kg. Rất là đẹp luôn, nó rất là to. Đây. Chiều dài của nó ở đây là được 20.5 và phần lưỡi ở đây là được 12, lưỡi rất là dài to luôn ạ, 12.5 ạ. G80 này là em bán 450k. Thì về các anh các chú mình bỏ đi cái phần này, mình lấy cái cán khác mình lắp vào ạ. Em qua G81 là cái cán rìu nhỏ à, này. Cái cán rìu này thì chiều dài của nó ở đây là được 33. Em bán 120k. G81 120k ạ. Em qua G83 là cái cán rìu dài 90cm ạ, và cái đường vân rất là đẹp luôn. Đây. Cán rìu là của cán rìu Hickory ạ. À, của Mỹ ạ. À. Đây nó có các số nó dập ở trên cái cán rìu đây ạ. À. Cái vân nó rất là đẹp luôn. Thì cái cán rìu này là em bán 380k này ạ. À. Em qua G82. Cái rìu của Nhật à. Đây nó có cái hình, cái logo ở trên đây đây. Và trên đây nó còn tem mác của Nhật luôn đây à. Và cái phần tay cầm đây nó còn tem mác của Nhật ở đây luôn. Và cái làm cái phần lưỡi cũng rất là đẹp luôn, và cái cán này cũng rất là đẹp luôn ạ. À. Rất là đẹp. Cái phần chiều dài của cây rìu này đây là được 18
và cái phần lưỡi ở đây, lưỡi qua đây là được 12. Cái này nó nặng tổng thể tầm 2,7 kg à. Thì G82 này em bán là 750k. Em qua G84. G84 là một cái con dao Vân Đa Market của Kasumi ạ. Đây. Vân gợn sóng rất là đẹp luôn, made in Seiki Japan. Nó là thép VG10, 32 lớp thép, thép không dỉ ạ. Tay cầm là bằng gỗ, có hai chốt. Dao này là chưa qua sử dụng mà chỉ là vận chuyển về thì cái này nó không còn hợp nữa thôi ạ. Em đo cái phần lưỡi ở đây là 13,4 và bản ngang qua là được 3,6. Và dao này thì cái độ dày của nó là được 1,7 ạ. Thì G84 này là em bán 600k. Em qua G85 là một cái con dao của Kasumi, cũng là thép VG10, 32 lớp thép nhưng mà chữ này nó hơi mờ ạ. Đây, VG10 rồ luôn ạ, made in Japan. Cái con dao này là đây. Đó. Cái tay cầm của nó đây, tay cầm của nó là bằng nhựa ạ. Dao này thì nó dài là được 23,8 và bản ngang của nó qua đây là được 2,7 ạ. Và độ dày của nó ở đây là được 1,89 ly. Thì G85 này là em bán 1 triệu ạ. Em qua G86 cũng là vần dòng Kasumi vân gợn sóng ạ. Cũng là của Main Japan, thép VG10. Đó. Phần Damascus rất là đẹp luôn. Damascus mà nó gợn gợn sóng này rất là đẹp. Đây, cái logo của nó màu đỏ. Thì cái phần dao này thì chiều dài nó là 20, phần lưỡi là 20. Cái bản qua là được 2,8. Độ dày của nó đây là được 2,2. Thì G86 này em bán 1 triệu. Em qua G87 là cái con Kasumi mà Nakiri ạ, cũng là 32 lớp thép VG10. Cái con này thì cái vân nó vân hoa, vân Damascus hoa. Thì cái này tay cầm bằng gỗ thì ở đây là nó có bị lỗi ở đây một xíu ở đây. Đó. Nó có bị lỗi ở phần cái cán đây. Dao cũng là dao còn mới luôn, chưa qua sử dụng ạ. Cái bản của nó ở đây là được, cái phần lưỡi của nó ở đây là được 17. Cái bản của nó qua là được 4,7. Và độ dày của nó ở đây là được 2,2 ạ. Con này thì nó bị ở đây nè, nó bị lỗi ở đây ạ. Ở chỗ cái phần đây ta cán. Thì G87 này em bán là 1.500.000. Em qua G88 là lưỡi cưa. Thì ở đây em có lưỡi cưa này là để cái canh cái chú mình lắp vào cây cưa kiểu như vậy đây. Về mình thay lưỡi cưa. Thì cái lưỡi cưa này đây là nó dài là 265mm ạ, made in Japan. Thì một cái lưỡi cưa này là em bán 60k một lưỡi. 60k một cái túi như vậy ạ. Còn hai túi là 120. Em qua G89 là cái bộ đục. Bộ đục này là còn mới luôn ạ. Đây. Đây nó còn các đầu chụp như vậy hết. Nó có đầy đủ là mũi xéo, mũi nhọn, rồi mũi tròn nhỏ, tròn to và mũi bằng đây, mũi giác ngang đây. Đó, 5 cây đều còn mới hết ạ. Cái màu gỗ đây. Thì chiều dài tổng thể của nó ở đây là được 19 năm.
trồng cái bào già như vậy đó. Hình thức của nó đây, thì cái này em bán là 180k G89, em qua G90 là cưa. Cái cưa này thì là cưa 3 trong 1 ạ. Đó, nó có 3 cây như vậy. Bản to này, rồi bản gốc xéo này, rồi bản cái cưa ngóc ngách ạ. Cưa này thì cái phần lưỡi nó có chữ đây mà nó bị mất chữ à, nó bị rỉ cái phần lưỡi, mà cái phần răng thì rất là nhọn. Thì cưa này cái phần lưỡi nó dài được tầm khoảng 20 ạ. 3 cây 3 trong 1. Đây. Trên đây thì nó có chữ ở trên cái phần gỗ này đây. Thì G90 này em bán 180k. Em qua G91 là cái bào nhỏ ạ. Cái bào này đây nó còn tem mát ở đây. Cái phần lưỡi của nó đây. Chữ Nhật đây, chữ Nhật ở trên cái phần nó khắc ở trên cái trên thân trên đây. Thì ạ. Cái phần lưỡi bào này thì em đo qua là được 3.4. Cái bảng ngang này qua đây là được 5 ạ. Bào này thì nó cao lên là khoảng 2-3. Chiều dài của nó ở đây là được 17-18 ạ. G91 này là em bán 100k. Em qua G92 là một cái bào. Cái bào này là hiệu cai ạ. Cái lưỡi bào là hiệu cai, nó có cái hình con sò ở trên đây. Này cái màu cái phần này còn rất là mới luôn. Đó, cái phần lưỡi của nó đây, rất là sắc. Thì cái phần lưỡi sử dụng ở đây là được 5. Cái bảng qua là 6.5. Độ cao của cái bào là 1.6. Và chiều dài là được 19,8 ạ. Thì G92 này em bán 100k ạ. Em qua G93 là cái lưỡi bào hình ông Phật ạ. Đây nó khắc chữ bên đây và hình ông Phật rất là tinh xảo luôn. Đây. Và thép là thép giấy xanh luôn ạ. Cái phần thép là thép xanh. Đó. Các anh các chú nào này bên đây nó cũng có làm những cái vết như vậy, kiểu làm kiểu rất là đẹp vào phần lưỡi đây. Đó. Các anh các chú mình có thể mua về mình thay cái bào cũ của mình ạ. Thì cái phần lưỡi ở đây em đo qua là được 5.8 ạ. Thì G93 này em bán là 280k. Mình có thể mình sưu tầm luôn ạ. Mình về mình lắp vào cái bào và mình sưu tầm. 280k G93 280. Em qua G94 là một cái bào. Bào này cũng là bào thép giấy xanh luôn. Bào này thì nó rất là nhiều chữ ạ. Bên đây chữ nó khắc ở đây, và ở ngoài sau đây cũng có chữ. Và cái phần chim của nó cũng có chữ đây. Thép giấy xanh đây ạ. Cái phần chim. Thì khi mà các anh các chú mua cái bào G94 này, em sẽ lắp lại cho các anh các chú mình lại, lắp chặt lại. Tại vì em mở ra để cho các anh các chú mình xem cái phần chữ phía mặt trong của nó đây ạ. Đây, hình con rồng họ khắc rất là tinh xảo luôn. Này, có râu rồng rồi đây. Và cái bào này đây, cái gỗ của nó rất là đẹp luôn. Này, đó, cái đường vân gỗ đây rất là đẹp. Chiều dài của cái bào này đây là được 27. Cái bảng qua là được 8.5. Và cái chiều cao nó là 3 ạ. Thì em đo cái phần lưỡi bào này đây, để anh các chú mình sử dụng ở đây là được khoảng là 6.3 ạ. Đó. Em sẽ lắp lại đầy đủ. Thì G94 này em bán là 400k. Em qua G95. G95 là cái bào của Kiza. Nó có cái hình cái hồ lô đây ạ. Đó. Cái bào này thì trên đây nó khắc chữ và nó làm được những cái đường trên cái lưỡi này rất là đẹp luôn. Nó cũng rất là tinh xảo. Và cái phần lưỡi bào này đây qua là 6. Và cái bảng ngang nó qua đây là được 7.5. Và cái chiều cao của cái bào này đây là được hơn 3 cm. Lưỡi bào sử dụng ở đây đây, nãy em đo đây là 6 ạ.
Bào Kiza này em bán là 200k G95. Và em qua G96 là một cây kéo ạ. Cây kéo đây nó có cái khóa ở đây. Đó. Tem mát nó nằm ở đây, hiệu gì? Hiệu Gogo Miki. Đây. Nó đặc biệt một cái là nó có xoay chiều ạ, nó có 3 nấc đây. Em đang để nấc này là nấc ngang, này em xoay qua đây. Đây, một nấc nó nghiêng qua, một cái nghiêng nữa ạ. Thì để các anh các chú mình dùng những cái góc độ khác nhau. Đó. Lưỡi kéo không có mẻ dập gì hết. Kéo này thì em đo cái chiều dài tổng thể của nó ở đây là được 30,5 và phần lưỡi ở đây. Phần lưỡi dùng ở đây là được 14 ạ, phần lưỡi kéo ở đây là 14. Đây thì lưỡi kéo là không có mẻ dập gì hết, nó chỉ bị trầy xước cái lớp sơn nhẹ thôi ạ. Đó. Thì G96 này em bán là 200k. Em cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của em ạ.